Đây là món há cảo hoa hồng mà Trinh đã làm nè các bạn. Rất là đẹp và ngon nha các bạn ha. Cách làm như thế nào thì các bạn cùng vào bếp với Trinh. Món này ăn kèm với lại nước tương dầu hào rất là ngon. Những cánh hoa hồng rất đẹp ha. Xin chào các bạn, trở lại kênh nấu ăn của Trinh. Hôm nay Trinh sẽ chia sẻ với các bạn cái món há cảo hoa hồng. Món này làm cũng dễ mà lại ngon các bạn ha. Ở đây Trinh sẽ có những thành phần như sau: bột mì, Trinh có 2 cup bột mì là khoảng 280 g. Và ở đây Trinh có 400 g tôm, cái này Trinh rửa sạch lột vỏ rồi cho đỡ tốn thời gian ha. 2 quả trứng, cái này là bột năng khoảng 1 tablespoon, bột năng, cái này là hành, các gia vị bột nêm, dầu hào, đường, muối, chỉ vậy thôi à. Bây giờ Trinh sẽ bắt đầu làm. Trinh sẽ làm tôm trước ha. Mấy con tôm này đập dập. Và Trinh sẽ cho tôm vào cối Trinh giã. Nếu các bạn không có cối giã thì các bạn có thể băm hoặc là các bạn bỏ vô máy xay cũng được ha. Nhưng mà Trinh thì Trinh thích giã hơn, tôm nó sẽ dai hơn nữa. Sau khi giã tôm đã nhuyễn rồi, Trinh cho 1 muỗng đầy cái đầu hành hành trắng của hành lá các bạn. Trinh cho vào đây Trinh giã luôn ha. Bây giờ Trinh sẽ ướp ha. Trinh ướp vào đây một chút xíu đường, một chút xíu bột nêm, một chút xíu muối. Bạn trộn lên ha. Và các bạn cũng cho vào đây 1 muỗng dầu hành phi á các bạn, cho nó thơm ha. Có cái dầu hành phi vô đây nó rất là thơm, mùi dầu hành á. Sau đó các bạn cho cái bột năng vào ha, cho từ từ vào mình trộn nha. Sau đó Trinh sẽ cho nửa chén hành lá vào. Bạn trộn cho thiệt là đều. Sau khi trộn đều rồi, Trinh bỏ ra ngay tô. Và Trinh sẽ đậy ni lông lại, Trinh bỏ vào ngăn mát tủ lạnh ha. Rất là dẻo luôn các bạn. Dẻo lắm nè. Tôm rất là dẻo. Dẻo quẹo luôn.
Chinh cho các bạn xem ha. Cái tôm rất là dẻo luôn, dai lắm các bạn. Rồi Chinh sẽ đậy ni lông và để vào ngăn mát tủ lạnh. Chinh sẽ đi nhồi cái bột. Chinh sẽ nhồi bột. Chinh sẽ dùng 2 quả trứng. Chinh cho vào đây một chút xíu muối. Chinh cho trứng vào. Khi Chinh đã trộn đều cái trứng này rồi, Chinh sẽ cho thêm nước vào đây ha. Chinh sẽ dùng nửa cốc nước nhưng mà không có dùng hết nha các bạn. Chinh chỉ đổ từ từ để mình coi cái lượng bột, cái bột của mình á, đừng có để nhão là được ha. Thành ra Chinh cứ cho từ từ thôi các bạn, để mình nhồi. Nếu thấy bột còn khô quá thì các bạn cứ cho chút chút nước vào ha. Như vậy là Chinh còn dư một chút xíu nước như thế này. Bây giờ Chinh sẽ nhồi cục bột này cho nó mịn. Các bạn nhồi cỡ 5 đến 7 phút ha. Các bạn cứ nhồi, các bạn càng nhồi thì khi mình làm ra cái bánh nó sẽ dai. Các bạn cứ nhồi. Các bạn vừa nhồi vừa đẩy cái tay ha, giống như mình giặt đồ vậy đó. Cái này giống như mình làm cái này giống như mình exercise luôn rồi đó. Khi các bạn nhồi cục bột mịn như thế này không còn dính tay nữa ha, thì Chinh sẽ đậy ni lông lại để ở đây khoảng 15 đến 20 phút thì Chinh sẽ cán bột này ra. Bây giờ Chinh sẽ rảy chút bột áo ở đây cho nó khỏi dính ha. Chinh sẽ dùng những cái khuôn mà hình tròn như thế này để ịn làm bánh á. Thì Chinh dùng cái này có bán ở ngoài chợ nha các bạn. Mỗi cái vòng tròn nó có kích thước khác nhau.
Chinh sẽ dùng bốn cái vòng tròn ha, từ lớn cho tới nhỏ. Và cái lớn nhất Chinh đo được á, là 8,5 cm. Cái máy nó không focus này ha. Đó, 8,5 cm ha. Và cái vòng tròn thứ hai Chinh đo được là cỡ 7,5 cm, nghĩa là mỗi cái vòng tròn nó cách nhau 1 cm. Bây giờ Chinh sẽ nhồi bột và Chinh ịnh ra những cái vòng tròn ha. Bạn cán bột ra, mỗi lần cán các bạn nhớ rảy xoa ít bột để cho nó không có bị dính. Các bạn nhớ xoa bột. Chinh đã chuyển qua một cái thớt bự hơn để Chinh cán ha. Các bạn cần cán mỏng ra. Cái thớt kia nó nhỏ quá nên Chinh dùng qua cái thớt lớn để Chinh cán nó lớn ra các bạn, nó mỏng ra đó. Mỗi lần cán ra như vậy các bạn nhớ xoa bột và các bạn ịnh. Nhớ xoa bột nha các bạn, để cho những cái vòng tròn của mình nó không bị dính với nhau. Và sau 7 phút hấp, bánh đã chín. Chinh sẽ lấy ra ha. Và Chinh sẽ bắt nước sôi, Chinh sẽ thả những cái hoa hồng vào đây Chinh luộc ha. Vì các bạn phải hấp trước để cho cái cánh hoa hồng mình nó được cứng á. Nếu các bạn không hấp thì khi mà mình luộc á, cái cánh hoa hồng nó sẽ bị mềm ra.
bạn cứ để trong đây các bạn luộc ha. Bắt luộc, luộc trong vòng 7 đến 10 phút lận nha các bạn. Tại vì khi mình cuốn á thì cái bột ở trong nó rất là dày. Chinh sẽ vớt cái há cảo bông hồng này ra khỏi cái nước sôi này, và Chinh sẽ ngâm nó vào trong cái nước lạnh. Các bạn thấy những cái bông nó vẫn còn giữ hình cái bông ha. Chinh làm nước tương để chấm, Chinh cho vào đây một ít dầu ăn. Và Chinh sẽ cho, khi dầu nóng, Chinh cho tỏi băm vào và phi cho vàng thơm. Kế tiếp Chinh cho 3 muỗng nước tương. Và một muỗng nước lọc. Ba muỗng đường. Lượng đường này các bạn gia giảm sau ha. Khi mình nếm lại, Chinh sẽ cho dầu hào. Một muỗng canh dầu hào. Lúc này các bạn nêm lại cho vừa khẩu vị của mình. Nếu các bạn thấy hơi lạc thì cho thêm chút nước tương. Còn nếu các bạn thấy mặn thì cho thêm chút đường. Và đây là món cảo hoa hồng của Chinh đã làm xong. Và các bạn nên phết vào bên trên một chút dầu hành. Hành phi, hành lá đó các bạn. Cho cái bánh của mình nó được bóng bẩy hơn. Bánh rất mềm và ngon. Nếu các bạn thấy video của Chinh hữu ích thì hãy đăng ký và like cho Chinh nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn ở những video sau. Bye bye.